Rất vui được gặp lại các bạn trong những dòng sản phẩm đang có bán tại shop Hai Bánh của ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta có gì nè? Chúng ta sẽ có một chiếc AB ở đây. Và chiếc AB này theo Vinh nhớ hình như là đời khoảng chừng 2014 hay 2015 gì đó. Đó, đây là phiên bản đèn mắt cú nè. Vỏ là rất là mòn rồi ha. Thôi thì chủ xe đã đến với shop Hai Bánh để thay một cặp vỏ Michelin City Grip Pro nè. Cặp này với size là 90-90-14 sẽ có giá là 590.000 đồng. Còn với size là 80-90-14 sẽ có giá là 495.000 đồng. À, vậy là chủ xe thay một cặp trước sau cho chiếc xe. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái công đoạn thay vỏ trước. Rồi Vinh sẽ nói về cái lý do tại sao chúng ta nên kiểm tra và thường xuyên thay vỏ cho xe của mình. Và những tính năng do vỏ Michelin City Grip Pro đem lại là gì? Sẽ luôn luôn là như thế. Trước những công đoạn mà bất kỳ làm một cái gì tại shop Hai Bánh sẽ luôn có những cái bao tay như thế này để bảo vệ sự sạch sẽ cho phần bao tay bên trong của khách. Lỡ những anh thợ có cầm nắm vào cũng không làm dơ phần bao tay bên trong. Và quan trọng nhất là sẽ có một cái bill như thế này với giá rõ ràng ở trên đó. Và khi đã nhận được bill rồi thì khách hàng mới phải thanh toán tiền nha. Rồi thì những video clip trước Vinh đã quay cho các bạn xem cái công đoạn thay vỏ sau, tháo cái mâm sau quá nhiều rồi, cho nên là ở lần này Vinh sẽ không quay nữa để tránh mất thời gian của các bạn. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vỏ zin trước, còn đằng kia thì anh thợ đang tháo cái phần mâm sau ra. Các bạn thấy nè, ở vỏ zin này đã bị những gì nè, bị nứt vỏ nè. Và việc nứt vỏ như thế này sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến cái sự là giữ hơi bên trong của vỏ xe, gây nên cái sự nguy hiểm cho chúng ta khi mà chạy ở tốc độ cao nè. Còn những cái rãnh quan trọng nhất là ở những cái rãnh gai này. Các bạn biết rãnh gai dùng để làm gì không? Là dùng để giúp cho vỏ xe thoát nước tốt hơn khi đi ở trong những cái đường trơn trượt. Còn nếu như đã mòn như thế này thì các bạn biết rồi đó, thì đâu còn cái gì mà để thoát nước nữa đâu. Cho nên là tạo nên cái sự nguy hiểm cực kỳ nhiều cho chúng ta khi mà di chuyển trên đường nha. Cho nên nếu như mà chúng ta nên thường xuyên kiểm tra phần vỏ xe. Nếu như đã quá mòn như thế này rồi, chúng ta nên thay mới đi để chiếc xe của mình được di chuyển an toàn và an tâm hơn trong những cung đường xa. Rồi, nói về vỏ Michelin City Grip Pro này, lý do mà chủ xe lựa chọn nó, và Vinh, bản thân Vinh cũng đang sử dụng cái vỏ xe này cho cái dòng xe mà mình đang đi lại hàng ngày. Bởi vì sao? Đặc tính của cái dòng Michelin City Grip Pro này, đây được mệnh danh là một dòng vỏ chống đinh của thương hiệu Michelin. Bởi bên trong nhờ có 3 lớp bố gia cường, cho nên là vỏ này chống đinh cực kỳ tốt luôn nha. Và quan trọng nhất là vỏ có rất là nhiều cái rãnh gai, và những rãnh gai này sẽ giúp cho vỏ xe thoát nước tốt nè, di chuyển trên những đường trơn trượt, những cái đường bị ẩm ướt á được tốt hơn, và bám đường trên mọi địa hình, trên đường phố và lẫn đường trường luôn nha. Đó là đặc tính của những cái dòng vỏ Michelin City Grip Pro này. Bây giờ chúng ta sẽ gáp vỏ vào lại bên trong xe
Và sẵn tiện sau đó Vinh sẽ giới thiệu về những cái dòng vỏ khác như ví dụ như là Dunlop nè, Camel hay là Rutrai đang có bán tại shop hai bánh. Nếu như các bạn không thích cái dòng Michelin này, có thể hướng tới những cái dòng vỏ đó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công đoạn thay mâm trước rồi. Nhưng mà khi tháo cái phần mâm sau ra thì lại gặp một vấn đề nho nhỏ. Đó chính là khi mà trước khi tháo vỏ ra thì anh thợ có kiểm tra lại, thì có báo lại với khách là phần mâm sau đã bị quan nhẹ. Việc quan như thế này sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của chúng ta khi chạy xe nè, gây nguy hiểm và gây cho chiếc xe bị sàn lắp, và vỏ xe của tuổi thọ của vỏ xe cũng sẽ bị giảm luôn nha. Chính vì vậy mà anh thợ đã báo lại với khách. Sau đó là anh khách là có nhờ bên shop hai bánh của Vinh là đi ép mâm lại giùm. Cái vấn đề ép mâm này thì thợ bên hai bánh sẽ cầm ra ngoài ép lại giùm cho khách mà thôi, chứ bên hai bánh là không có nhận làm cái công đoạn là ép mâm này. Và trong quá trình đợi ép mâm về và thay vỏ tiếp thì Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn về những dòng sản phẩm khác đang có bán tại shop hai bánh nha. Bây giờ Vinh sẽ giới thiệu đến cho các bạn những dòng vỏ khác. Ngoài dòng Michelin City Drift Pro ra thì chúng tôi shop hai bánh còn có những cái thương hiệu vỏ khác. Nói về cái dòng Michelin luôn thì ở đây còn có đa dạng cái kiểu dáng gai khác nhau nữa. Ví dụ như là Velocity 2 nè. Hoặc nếu các bạn thích phong cách trường đua thì chúng tôi có kiểu dáng của MotoGP nè, với nhiều size, nhiều kích thước và nhiều thông số khác nhau, phù hợp cho dòng xe tay ga nè, xe côn và lẫn các dòng xe phân khối lớn như là R15 hay là mấy dòng xe 400 vẫn có tại shop hai bánh luôn nha. Và đặc tính của những cái dòng vỏ cao cấp đến từ những thương hiệu như là Michelin nè, Pirelli và Michelin, đó là gì? Đó là độ bám đường cao nè, hạn chế tình trạng ăn đinh và độ bền của vỏ là cực kỳ tốt luôn. Còn đến với dòng tầm trung, chúng ta sẽ có hai thương hiệu gần gũi và quen thuộc với các bạn, đó chính là Dunlop. Dưới đây thì có Aspira nè. Những cái dòng vỏ này cũng có nhiều size, nhiều thông số khác nhau để các bạn lựa chọn nha. Và kiểu dáng gai bên trong của nó là chưa bao giờ làm cho người dùng thất vọng. Chính vì vậy mà những cái dòng vỏ Dunlop và Aspira cũng được rất là nhiều bạn quan tâm khi đến với shop hai bánh. Còn cái dòng phân khúc bình dân thì chúng ta sẽ có những cái thương hiệu quen tai và quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, đó chính là Maxxis, Camel và Rutrai. Đây là ba thương hiệu vỏ tầm trung mà shop hai bánh đã lựa chọn ra trong phân khúc để đem tới sản phẩm chất lượng nhất cho các bạn. Bây giờ sẵn tiện Vinh sẽ giới thiệu về nhớt. Thì chúng ta đang trong thời gian đợi ép mâm mà, cho nên Vinh sẽ giới thiệu hết cho các bạn rồi chúng ta sẽ đợi mâm về. À, ở đây đối với những cái dòng xe tay ga mà đã cũ, còn những cái phần nhựa nhám của nó chắc chắn sẽ xảy ra cái tình trạng là bị móc nè, bị trắng nè. Không chỉ dòng xe tay ga đâu mà dòng xe nào cũng vậy hết á. Chính vì vậy mà bên shop hai bánh của chúng tôi sẽ có một dòng sản phẩm cực kỳ hiệu quả để khắc phục cái vấn đề đó, đó chính là chai Go Racing làm sạch phần nhựa nhám và vỏ xe nè. Và đặc tính của dòng Go Racing này đó là gì? Đó là khi đánh lên cái phần nhựa nhám á, sẽ giúp khôi phục lại một phần nào đó cái phần màu nguyên bản của nhựa nhám đen, không làm cho cái phần nhựa nhám của chúng ta quá bóng, đem lại cái cảm giác bị ảo một tí xíu về phần nhựa nhám á. Nhưng mà đối với dòng sản phẩm này là cái màu sắc của nó là nguyên bản như nhựa nhám zin nè, mà không bị bám bụi nữa nha, rất là tốt luôn. Còn về nhớt thì chắc chắn chúng ta nên nói về một dòng nhớt quan trọng tương tự như là nhớt máy, đó chính là nhớt láp nè. Nhớt láp sẽ có hai dòng là Liqui và Motul, với giá bán của Motul là 45.000 đồng, còn Liqui là 120.000 đồng. Thì nhớt ở đây sẽ có nhiều dòng, nhiều sản phẩm với nhiều cấp nhớt khác nhau nha. Với cấp nhớt 40 chúng ta sẽ được gì? Chúng ta sẽ được lợi là đi lại được trong thành phố và lẫn đường trường. Còn với cấp nhớt 30 thì sao nè? Với cấp nhớt 30 thì nó phù hợp với yêu cầu của hãng Honda khuyến cáo sử dụng cho các dòng xe của họ. Nhưng theo quan điểm riêng của Vinh thì dòng nhớt này chỉ phù hợp đối với những bạn nào chúng ta đi di chuyển ở những cung đường ngắn và đi lại trong thành phố. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phụ tùng. Ở đây, chiếc tủ này chúng ta sẽ có những gì? Để Vinh xem một vòng nào. Đây, Vinh muốn giới thiệu đến cho các bạn là mẫu tay thắng của Racing Boy. Những mẫu tay thắng này với nhiều phong cách bản lề khác nhau, sử dụng cho nhiều dòng xe. Có của Exeter, AB, SH,
NVX vân vân rất là nhiều. Và những mẫu tay thắng này cũng nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn nha. Chất liệu của tay thắng là được làm bằng nhôm chính hãng của Racing Boy luôn. Bên trong có tem chống hàng giả luôn nè. Đó, xích qua đây một chút xíu, chúng ta sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có những cái cặp cuộc của Racing Boy sử dụng dành cho cái mẫu xe AB là vô cùng hoàn hảo luôn nha. Và chiều cao của những dòng xe AB sẽ rơi vào khoảng là 330mm. Và những cái dòng phuộc này là tích hợp vừa đủ dành cho cái dòng xe AB luôn nè. Đó, đi kèm một chiếc bình dầu liền nằm trên, đem lại cái sự hầm hố cho cây phuộc rất là nhiều. Và tất cả những mẫu phuộc Racing Boy đang có bán tại shop hai bánh đều được bảo hành 12 tháng một đổi một về lỗi của sản phẩm. Nếu như các bạn không thích thương hiệu Racing Boy thì bên shop hai bánh còn có những cái dòng khác của thương hiệu ISS nè, và mới nhất là của Nitron Việt Nam với chế độ bảo hành cũng tương tự như Racing Boy luôn, 12 tháng một đổi một về lỗi của sản phẩm. Đa dạng tất cả những dòng sản phẩm có bán tại shop hai bánh đều có trên website là shop2banh.vn. Các bạn có thể lên đó để tham khảo một dòng sản phẩm ưng ý nhất dành cho xe của mình. Bây giờ chúng ta sẽ ra xe. Mình thấy loáng thoáng ngoài đó thì mâm đã về. Rồi, vừa giới thiệu xong những cái tủ, những dòng sản phẩm đang có bán tại shop hai bánh, sau đó ăn thêm một tô phở thì cái mâm đã ép xong và đã về. Rồi cuối cùng là gắn vỏ lên xe. Thì các bạn thấy đó, một kiểu dáng gai vỏ của Michelin City Pro đem lại cho chiếc xe một sự hầm hố vô cùng đẹp luôn nha. Và ở đây trên mâm nè, các bạn thấy ngay phần viền có chạy những cái đường nhỏ, thì mình muốn cho các bạn xem luôn là những cái đường chạy này á, là do cái quá trình ép mâm tạo ra nha, chứ không phải là do quá trình vô vỏ tại shop hai bánh đâu. Ở shop hai bánh vô vỏ luôn đề cao giữ gìn tất cả các sản phẩm mà trên xe của các bạn, cho nên phần nước sơn trên mâm sẽ luôn được giữ gìn vô cùng tỉ mỉ, không bao giờ xảy ra tình trạng mà chốc sơn mâm như vậy. Linh xin nhắc lại, vấn đề trên mâm này bị chốc nước sơn là do lúc mà ép mâm nha. Và bây giờ Linh xin nhắc lại một tí xíu về vỏ của Michelin City Rip Pro có giá là, có size là 90-90-14, có giá là 590.000 đồng. Còn với size là 80-90-14 sẽ có giá là 495.000 đồng. Nếu như các bạn có câu hỏi gì dành cho Vinh, hãy comment bên dưới. Muốn mua hàng đến trực tiếp số 2 bánh, mua hàng online hoặc cần tư vấn gì thêm liên hệ với số hotline là 0938 820202. Shop có nhận ship code dành cho những anh em ở tỉnh luôn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.